Harry Won, tôi sẽ ủng hộ con theo nghệ thuật giống mình và trưởng thành. Nữ ca sĩ còn sẵn sàng ủng hộ con cái theo nghệ thuật như bố mẹ nếu con muốn. Thời gian qua, vợ chồng chứng thành Harry Won khiến khán giả thích thú khi liên tục úp mở về việc có con trong năm nay. Cụ thể, chứng thành từng chia sẻ vợ chồng anh dự định có em bé trong năm Kỷ Hợi. Hình ảnh cả hai đi khám ở bệnh viện tâm thần tại thành phố Hồ Chí Minh. Những ai muốn thụ tinh nhân tạo bắt buộc phải có sự đồng ý, xác nhận của bệnh viện này, hay chứng thành cũng vô tình xác nhận sắp có con trên sóng truyền hình. Mới đây khi làm MC Game Show 4 là số 1, Harry Won bất ngờ chia sẻ những suy nghĩ nghiêm túc về việc làm mẹ trong tương lai. Vợ chứng thành cho biết, trong tương lai tôi nghĩ mình sẽ là người mẹ hơi cứng rắn và nghiêm khắc, vì điều quan trọng nhất tôi muốn ở con mình là phải ngoan và lễ phép. Khi được hỏi có ủng hộ con cái cô theo nguyện vọng nghệ thuật như bố chứng thành và mẹ Harry Won hay không, nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm rất hiện đại. Nếu con muốn theo nghệ thuật như bố mẹ, tôi vẫn cho con đi học, ca hát, nhảy múa. Đối với tôi, chuyện đó rất bình thường. Nếu như con mình muốn học cái này, cái kia, ít nhiều những điều đó đều cung cấp kiến thức, kinh nghiệm cho bé trong cuộc sống và tôi sẵn sàng hỗ trợ cho con. Bên cạnh việc chia sẻ những dự định trong tương lai, Harry Won cũng có những tiết lộ thú vị về người bạn dẫn của mình Trịnh Thăng Bình, quen biết gần 10 năm. Đây là lần đầu cả hai kết hợp trên sân khấu, Harry Won dí dỏm chia sẻ. Cô thường bị chồng và những người khác chọc ghẹo, nhưng ở chương trình này Trịnh Thăng Bình lại là nạn nhân. Vậy nên tôi không hề gặp áp lực tâm lý gì mà rất thoải mái khi làm MC chung với bạn Bình. Trịnh Thăng Bình cũng hài hước tố cáo người chị thân thiết thường xuyên bắt nạt mình và yêu cầu cô ngừng tỏ vẻ dễ thương và đáng yêu. Mặt showbiz thị phi, Lương Thế Thành, Thúy Diễm kỷ niệm 3 năm ngày cưới khiến ai cũng phải ganh tị. Càng bên nhau lại càng dành cho nhau nhiều điều ngọt ngào trìu mến. Cặp đôi ngôn tình của showbiz Việt Lương Thế Thành, Thúy Diễm vừa cùng con trai Bảo Bảo thực hiện một bộ ảnh đánh dấu kỷ niệm 3 năm ngày cưới đầy ắp tiếng cười. Kết hôn từ năm 2016, hạ sinh quý tử đầu lòng năm 2018. Tính đến nay, cặp đôi Lương Thế Thành, Thúy Diễm đã có 3 năm góp gạo thổi cơm chung và niềm vui lớn nhất chính là có được cậu con trai khấu khỉnh Bảo Bảo, đến nay đã hơn 9 tháng tuổi. Trong khi showbiz Việt Lương Thế Thành, Thúy Diễm được xem là một cặp đôi vô cùng đáng ngưỡng mộ, không chỉ bởi cả hai đều là những diễn viên tài năng được công chúng yêu mến, mà còn vì những tình cảm chân thành ngọt ngào giản dị mà họ dành cho nhau. Có thể nói Lương Thế Thành, Thúy Diễm cùng những khoảnh khắc ngôn tình của cả hai trong suốt thời gian bên nhau chính là những điều đã truyền cảm hứng cho đông đảo nhiều khán giả trẻ, những người luôn muốn tìm kiếm sự tin tưởng và hy vọng một tình yêu đích thực sẽ đến trong cuộc đời mình một ngày nào đó. Sự ấm cúng nhẹ nhàng mà anh chồng đẹp trai Lương Thế Thành dành cho Thúy Diễm mọi lúc mọi nơi, cũng như sự ngọt ngào tinh tế của Thúy Diễm khi nhắc về gia đình mình đã giúp cho khán giả ngày càng yêu mến họ hơn. Cũng chính vì vậy, trong dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới, Lương Thế Thành, Thúy Diễm đã cùng con trai Bảo Bảo đến một studio thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm đánh dấu ngày quan trọng này và cũng là để dành tặng cho những ai đã quan tâm đến gia đình nhỏ của bộ đôi trong suốt thời gian qua. Trong bộ ảnh, từng khoảnh khắc vui vầy hạnh phúc bên nhau của ba thành viên trong gia đình đều được ghi lại một cách mộc mạc, giản dị, không quá cầu kỳ về mặt hình xếp, trang phục hay lối trang điểm. Lương Thế Thành, Thúy Diễm muốn mọi thứ trong bộ ảnh này đều phải có sự tự nhiên nhất, từ niềm hạnh phúc rạng ngời tỏa ra trong nét mặt của nữ diễn viên và chồng, cho đến nụ cười tươi như hoa của cậu con trai khấu khỉnh. Xem ảnh, hầu hết khán giả đều có thể nhận thấy tình cảm chân thật mà họ dành cho nhau. Những khoảnh khắc rất đời thường, rất bình yên này chính là những gì diễn ra hàng ngày trong ngôi nhà đầy ấp mật ngọt của Lương Thế Thành, Thúy Diễm. Bộ đôi diễn viên chia sẻ, điều họ cảm thấy vui nhất là dù cả hai đã bắt đầu hoạt động nghệ thuật thường xuyên trở lại, sau một thời gian tập trung hết 100% cho gia đình, dẫu vậy cả hai đều có thể cân bằng rất tốt giữa công việc và cuộc sống, chứ không gặp nhiều áp lực trong việc tìm cách chu toàn mọi thứ. Cả Lương Thế Thành, Thúy Diễm đều thấu hiểu một triết lý rất quan trọng nhưng cũng vô cùng đơn giản trong hành trình xây dựng tổ ấm. Đó chính là biết dành thời gian cho nhau và luôn để lại những muộn phiền, khó khăn, bực bội hay những năng lượng tiêu cực bên ngoài cánh cửa. Một khi đã bước về nhà, họ sẽ luôn dành cho nhau sự đầm ấm, trìu mến và nụ cười tươi nhất có thể. Chỉ có điều đó mới có thể giúp Lương Thế Thành, Thúy Diễm giúp nhau giữ lửa và vun vén được tình cảm ngày càng mặn nồng sau hơn 1.000 ngày chung sống. Lương Thế Thành, Thúy Diễm hy vọng rằng tất cả khán giả của mình ai cũng có thể hiểu được điều này và có được cho riêng mình một gia đình nhỏ hạnh phúc và lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười như thế. Hương Tràm khóc nhiều khi nói lời tạm chia tay với khán giả. Ca sĩ Hương Tràm cho biết cô chuẩn bị sang Mỹ du học vào cuối tháng 5 và sẽ ngừng ca hát một thời gian. Chiều 5 tháng 5, Hương Tràm tổ chức gặp mặt chia tay fan tại Hà Nội. Hương Tràm tuyên bố ngừng đi hát vài năm. Không thể cân bằng được cuộc sống và công việc, thường xuyên mất ngủ do áp lực, dẫn đến việc phải dùng thuốc ngủ suốt 5 năm, Hương Tràm quyết định dừng đi hát để sang Mỹ du học.
Trong buổi giao lưu, Hương Tràm bất ngờ khi được fan tổ chức sinh nhật sớm. Nữ ca sĩ xúc động, rơi nước mắt trước tình cảm yêu thương người hâm mộ dành cho mình. Quyết định tạm dừng ca hát khi sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ quả rất khó khăn với Hương Tràm. Tuy nhiên, cô buộc phải chấp nhận để cân bằng tâm lý, sức khỏe. Các fan của nữ ca sĩ cho hay họ cũng rất buồn, tiếc nuối, nhưng ủng hộ thần tượng vì sức khỏe là trên hết. Hương Tràm song ca duyên mình lỡ với con gái Túi Dưa, Ngân Hà là con của nam nhạc sĩ, với vận động viên Wushu Thúy Hiền. Túi Dưa cho biết trong ba con gái lớn thì Ngân Hà bộc lộ cá tính và năng khiếu nghệ thuật rõ rệt nhất. Trong khán phòng ấm cúng, các fan hào hứng phấn khích khi Hương Tràm cất tiếng hát. Nữ ca sĩ gốc Nghệ An luôn được đánh giá là giọng ca xuất sắc thế hệ 9X. Cô sở hữu những bản hit hàng trăm triệu view, nhưng cũng có cách xử lý ca khúc mang màu sắc của diva. Vì vậy, giọng hát của Hương Tràm được khán giả yêu thích nhưng cũng thuyết phục được giới chuyên môn khó tính. Nữ ca sĩ cảm thấy mình may mắn khi nhận được tình cảm yêu mến của khán giả khắp nơi. Hương Tràm là cô gái mạnh mẽ, cô khóc đó rồi lại nở nụ cười bởi tình cảm người hâm mộ dành cho mình. Trả lời phỏng vấn, Hương Tràm từng kể, cô phải dùng đến thuốc ngủ suốt 6 năm, rối loạn cưỡng chế, mất ngủ triền miên. Trong gia đình, bố và anh trai Hương Tràm cũng mắc bệnh này. Hương Tràm khóc khi tâm sự sức khỏe của cô những năm gần đây không tốt, cổ họng cũng gặp vấn đề, không được như thời thi Giọng Hát Việt 2012. Nghiêm trọng hơn, cô bị chứng mất ngủ hành hạ thời gian dài, xuất phát từ những stress áp lực. Có những đêm, nữ ca sĩ gần như không ngủ được, thức trắng đêm nhìn lên trần nhà. Chính vì thế, theo Hương Tràm, cô phải tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc. Thông tin từ gia đình Hương Tràm, trong thời gian học ở Mỹ, cô sẽ vẫn đi hát vào cuối tuần, chứ không nghỉ hoàn toàn. Nhưng một điều chắc chắn là sẽ không có sản phẩm âm nhạc mới ra mắt trong thời gian sắp tới. Khoảng 15:30, Hương Tràm đến điểm hẹn. Trong sự chào đón của khán giả Hà Thành, cô xuất hiện với nụ cười tươi rói, diện váy đen trễ vai gợi cảm. Tuy nhiên, ngay khi vừa chia sẻ những lời đầu tiên với khán giả, Hương Tràm đã bật khóc. Nữ ca sĩ nói cô sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu không tổ chức được buổi gặp gỡ chia tay fan trước khi sang Mỹ. Chiều 5 tháng 5, ca sĩ Hương Tràm tổ chức buổi họp báo ra mắt MV mới, kết hợp giao lưu chia tay với người hâm mộ để chuẩn bị sang Mỹ du học. Cô cho biết sẽ ngừng ca hát một thời gian để trải nghiệm, học hỏi và cân bằng cuộc sống. Khán giả Hà Nội có mặt ở điểm hẹn khá sớm và xếp hàng dài, chờ gặp thần tượng. Không ít khán giả bất ngờ trước quyết định của Hương Tràm, bởi cô đang ở giai đoạn rực rỡ, đã có nhiều bản hit như Em Gái Mưa, Duyên Mình Lỡ. Song giọng ca trẻ tâm sự, nếu cứ tiếp tục trong guồng quay công việc, biểu diễn, mình sẽ lại loay hoay, việc học tập cũng dở dang, đây là thời điểm đúng nhất để tôi làm việc này. Giọng ca gốc Nghệ An trải lòng, cô không biết khán giả có chờ đợi mình không, đến khi hoàn thành việc học trở về, nhiều khả năng cô sẽ bắt đầu từ con số 0. Song cô vẫn quyết theo đuổi mục tiêu đặt ra. Người hâm mộ Hương Tràm xếp hàng dài trên phố đi bộ. Trong buổi giao lưu hôm nay, họ sẽ cùng thần tượng ôn lại những kỷ niệm suốt chặng đường 7 năm quán quân Giọng Hát Việt bước chân vào hoạt động nghệ thuật. Khoe ảnh đi khắp thế gian với Công Vinh, Thủy Tiên chứng minh tổ ấm vẫn ổn sau loạt scandal phiền muộn. Việc đăng tải status chất chứa tâm trạng khiến Thủy Tiên Công Vinh bị nghi ngờ trục trặc hôn nhân. Tuy nhiên, bức ảnh mới nhất đã đập tan mọi tin đồn không hay liên quan tới cặp đôi nổi tiếng. Thời gian qua, ca sĩ Thủy Tiên gây hoang mang khi liên tục đăng tải những dòng trạng thái chất chứa tâm trạng, mở đầu là status nhắc tới hai chữ tổn thương và người khác đến muộn hơn. Có những người ta yêu luôn làm tổn thương ta, nhưng lại đem hết dịu dàng ấm áp dành cho kẻ khác đến muộn hơn. Ai trong đời cũng từng yêu một người đến mức vượt qua giới hạn, sau này không thể có nữa. Tình yêu của thời niên thiếu ấy, nếu yêu đúng thì là cả một đời người, yêu sai thì là cả thanh xuân. Nếu phải chọn lựa giữa người yêu mình và người mình yêu, thì mình phải chọn ai, Thủy Tiên viết. Không lâu sau đó, nữ ca sĩ tiết lộ nỗi cô đơn và sự tự do khi đi du lịch một mình. Ở cuối bài viết, Thủy Tiên khuyên mọi người hãy tập làm quen với việc một mình trong hạnh phúc. Có một cô gái rất thích được đi nước ngoài một mình, đối diện với nỗi cô đơn chính là cảm giác tự do, tự tại, lạ kỳ. Thực ra bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó bên ngoài. Con người luôn có thói quen tồn tại kiểu hạnh phúc của họ, luôn bị phụ thuộc vào một ai đó. Nhưng họ luôn bị buộc chào đời hay lìa bỏ cuộc sống này chỉ một mình, không có ai đi cạnh. Chẳng gì có thể đau khổ hơn. Thế nên người ta luôn sợ sệt và khóc lóc ngày lọt lòng mẹ và đau khổ khi đối diện với giây phút lìa trần. Vậy nên hãy tập làm quen với việc một mình trong hạnh phúc, bà mẹ một con trải lòng. Việc bỗng dưng đăng tải những dòng trạng thái buồn bã của Thủy Tiên khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Bên cạnh những lời động viên, nhiều người nghi ngờ hôn nhân của Bách Vích phiên bản Việt đang gặp trục trặc. Giữa lúc dân tình xôn xao tổ ấm của Thủy Tiên, nữ ca sĩ mới đây đăng tải hình ảnh giày đôi với một người đàn ông trên Instagram kèm dòng trạng thái cùng nhau đi khắp thế gian.
Chỉ đăng tấm hình khoe giày nhưng người hâm mộ khẳng định, nhân vật bên cạnh giọng ca nói em nghe mãi mãi là bao xa, không ai khác ngoài Công Vinh, ông xã của cô. Bức hình chứng minh hôn nhân của Thủy Tiên vẫn mật ngọt chứ không như những lời đồn đại. Dù tấm hình cùng dòng trạng thái rất mộc mạc, đơn giản, nhưng fan cho rằng đây là hành động đáp trả của Thủy Tiên về tin đồn hôn nhân trục trặc lan truyền thời gian qua. Đồng thời, sự gắn bó của cặp đôi chứng minh tổ ấm nổi tiếng vẫn ổn, không có bất kỳ xáo trộn nào. Người ta đang hạnh phúc thế kia mà ai lại bảo trục trặc hôn nhân, đúng là người nổi tiếng, chỉ một vài status cũng đủ khiến dân tình nháo nhào hết lên. Thế là đã sáng tỏ rồi nhé, chúc Thủy Tiên, Công Vinh mãi mãi hạnh phúc là những bình luận từ cư dân mạng.